Nghệ sĩ Vũ Linh mắc bệnh nặng ở tuổi U70, có cả khối u lớn phải nghỉ ca hát. Vũ Linh được xem là ông hoàng cải lương Hồ Quảng. Trong suốt sự nghiệp, nam nghệ sĩ đã cống hiến cho nền sân khấu cải lương nhiều vở tuồng huyền thoại. Trước đó, Vũ Linh mắc bệnh phải bỏ hát nhiều năm liền. Hiện tại sức khỏe của ông cũng không được tốt hơn là bao. Trên trang cá nhân của Thoại Mỹ vừa chia sẻ loạt ảnh dàn nghệ sĩ cải lương hội tụ tại nhà Vũ Linh để thăm bệnh nam nghệ sĩ. Dù sức khỏe không tốt nhưng gương mặt của nam nghệ sĩ vẫn rạng rỡ, trẻ trung hơn tuổi thật. Có thể thấy ở cổ Vũ Linh có u lớn, nhưng phía gia đình không cho biết ông mắc bệnh gì. Trong thời gian nghệ sĩ 5X bị bệnh nặng, Bình Tinh là người chăm sóc. Con gái Bình Tinh dù nhỏ xíu nhưng rất nhanh nhẹn, chăm sóc ba cẩn thận chu đáo. Cảm ơn con nhiều lắm nha Bình Tinh. Đó là những chia sẻ từ nghệ sĩ Thoại Mỹ khi đến thăm nghệ sĩ Vũ Linh. Tình hình sức khỏe hiện tại của Vũ Linh cũng không được tốt. Nam ca sĩ mắc nhiều bệnh tuổi già, nhưng có con cháu bên cạnh chăm sóc. Vũ Linh không có vợ con nhưng được con nuôi và các con cháu chăm sóc tận tình. Xuất hiện trong chương trình cách đây không lâu, Vũ Linh tâm sự: thời gian qua sức khỏe của tôi không đảm bảo nên 2-3 năm qua bác sĩ không cho diễn. Bây giờ tôi khỏe lên nhiều. Tôi xúc động vì 3 năm không đi hát với tôi là một khoảng thời gian rất là dài. Tôi trở lại vì nhớ đồng nghiệp và nhớ ánh đèn sân khấu. Năm 2019, Vũ Linh mắc bạo bệnh. Nam nghệ sĩ đã phải nghỉ hát để điều trị. Vừa qua, Vũ Linh nhận hát show vì quý tình đồng nghiệp với Hồng Nga. Ngoài bệnh đường ruột, Vũ Linh còn mắc vấn đề về cột sống, không thể đứng thường xuyên. Trong ngày đến thăm người bạn cũ, nghệ sĩ Lệ Thủy cũng có mặt để động viên sức khỏe đồng nghiệp. Hơn đồng nghiệp 4 tuổi nhưng gia đình có con cháu chăm sóc quan tâm nên giọng ca vàng của làng cải lương vẫn giữ được hình ảnh xinh đẹp và sức khỏe tốt. Trước đó, nữ nghệ sĩ còn được con trai đầu tư sản xuất chương trình hồi ký. Kể lại những kỷ niệm vui buồn trong quá khứ, nữ nghệ sĩ cho biết thời điểm huy hoàng nhận các xe vài chục cây vàng, nghệ thuật cải lương ở thời điểm hiện tại cũng không còn hưng thịnh, thế nên những vở tuồng cũng không còn phát triển. Bên cạnh đó, lớp nghệ sĩ gạo cội đã quá tuổi nhưng lại khá ít giọng ca kế nghiệp.